hồn lìa khỏi xác. Ngày xưa, ở một khu làng nọ, có một gia đình nhà họ Lê rất giàu có. Nhưng ngặt nỗi, trong nhà không có lấy một người đàn ông quá 30 tuổi. Xin thầy, hãy cứu giúp chồng của con ạ. Con không muốn chồng con chết đâu. Hết cách rồi, chị nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể nào giúp anh nhà khỏe lại. Sao cơ? Thầy nói gì ạ? Hết cách là sao? Mạch tượng rất yếu, khả năng là không qua khỏi đêm nay. Tôi rất tiếc, chị hãy chuẩn bị mà lo hậu sự đi. Trời ơi, sao lại thế cơ chứ? Mình ơi, sao số mình lại khổ thế này? Mình vẫn còn trẻ mà, tại sao lại phải ra đi sớm thế chứ? Con à, thằng Minh sao rồi? Mẹ, thầy Tứ nói anh Minh không qua khỏi đêm nay. Tại sao lại thế hả mẹ? Lẽ nào lời nguyền ấy đến bây giờ vẫn chưa được hóa giải sao? Gia đình ta bạc mệnh đến như vậy à? Mẹ đang nói đến lời nguyền nào đấy? Mẹ nghe cha thằng Vinh lúc còn sống nói rằng tất cả những người đàn ông trong dòng họ nhà Lê đều sống không quá 30 tuổi. Ông nội thằng Vinh lâm bệnh nặng rồi qua đời khi vừa bước sang tuổi 30. Bố thằng Vinh cũng thế, giờ đến lượt nó nữa. Có chuyện đó thật sao hả mẹ? Thật là vô lý, sao trên đời này lại có chuyện hoang đường thế được? Mẹ cũng không dám tin, nhưng đó là sự thật con à. Bệnh tình của thằng Vinh bây giờ chính là minh chứng cho việc này đấy. Mẹ ơi, những lời mẹ vừa nói là thật sao? Con không nghe lầm đấy chứ? Vinh à, con tỉnh lại rồi à? Con thấy trong người sao rồi? Con thấy mệt lắm, có lẽ sắp đi rồi. Nhưng con muốn biết rõ về cái lời nguyền đó. Có thế con chết mới nhắm mắt được. Mẹ hãy nói cho con biết đi ạ. Mẹ cũng chỉ nghe cha con kể lại, nhưng thật sự cụ của con, rồi ông nội, rồi bố con, rồi đến các chú cũng đều qua đời ở tuổi 30. Giờ lại đến lượt con lâm vào tình cảnh này. Không hiểu họ Lê đã đắc tội gì với Diêm Vương để mà phải chịu sự trừng phạt này nữa. Ở trên đời này lại có chuyện phi lý bất công đến thế sao? Thật không thể chấp nhận được. Cuộc đời đúng là bất công. Người thì không được sống quá 30 tuổi, người thì 300 tuổi vẫn sống khỏe mạnh như thường. Giá mà họ chia sẻ được cho nhau thì có phải tốt không? Em vừa nhắc tới có phải là ông lão họ Lã ngày ngày vẫn ra ngồi ở bờ biển câu cá không? Đúng là ông lão họ Lã đó mình. Ông ấy năm nay đã hơn 300 tuổi rồi, trước giờ chưa hề bệnh tật hay ốm đau gì. Con cháu ông ấy đều đã ra đi cả rồi, nhưng ông ấy vẫn còn sống. Không được, thế này thì quá bất công, con phải kiện mới được. Không thể để gia đình nhà ta phải chịu oan ức như thế này mãi được. Con kiện ai? Giờ con như thế này thì kiện được ai nữa? Con kiện Diêm Vương. Kiện Diêm Vương sao? Con làm được à? Chỉ có người chết mới được gặp Diêm Vương thôi, mà con chết rồi thì còn nghĩa lý gì nữa? Dù sao thì con cũng sắp xuống đó gặp ông ta rồi. Nếu kiếp này con không qua khỏi thì con phải đòi lại công lý cho con trai của con. Nó không thể giống như con ra đi ở tuổi 30 được. Thời gian không còn nhiều nữa, hai người hãy chuẩn bị cho con ít giấy bút và một chút tiền bỏ vào áo quan.
xuân dưới đó con sẽ dùng đến. Được rồi, mẹ sẽ cùng vợ con chuẩn bị ngay bây giờ đây. Sau khi tắt thở, hồn Lê Vinh liền rời khỏi xác và đi thẳng đến nơi âm tào địa phủ. Người đưa ta đi đâu đây? Có phải đến gặp Diêm Vương không? Người tuổi gì mà đòi gặp Diêm Vương? Số mệnh đã định rồi. Người chết đi xuống đây thì giải thẳng xuống tầng 5 địa ngục. Hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi. Đừng thắc mắc làm gì. Ngài quỷ sứ, làm ơn giúp tôi một chuyện được không? Xin ngài thương tình, tôi có ít quà biếu ngài đây, mong ngài nhận cho. Khen nhà ngươi vừa xuống địa phủ mà đã hiểu lẽ sống nơi này. Thôi được, xem như ngươi cũng có lòng. Ngươi muốn ta giúp chuyện gì nói mau, nếu giúp được ta sẽ xem xét. Thật ra tôi có đôi điều muốn tâu bày với Diêm Vương, mong ngài hãy chuyện giúp tôi bức thư này đến tay ngài, tôi đội ơn rất nhiều. Ta chỉ đưa giúp thôi nha, còn tiếp theo thế nào á mặc kệ nhà ngươi đó. Cảm ơn ngài quỷ sứ, ngài chịu đưa bức thư này tới tay Diêm Vương giúp tôi á là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Kẻ nào viết lá đơn này thật là to gan, mau giải vào đây cho ta. Dạ vâng, thưa Diêm Vương, chúng thần sẽ giải hắn về đây ngay lập tức. Mong Diêm Vương bớt giận. Kẻ đang quỳ dưới kia là ai? Tại sao dám to gan kiện Diêm Vương ta xét xử không công bằng? Bẩm Diêm Vương, tiểu nhân là Lê Vinh, vốn người họ Lê, dòng họ mà từ bao đời nay phải chịu cảnh chết non, không ai sống thọ quá 30 tuổi. Tự thế tại sao cuộc đời lại bất công đến thế? Có người chỉ sống được 30 năm, nhưng có người 300 tuổi vẫn sống trơ trơ. Có chuyện đó sao? Có người sống được đến tận 300 tuổi sao? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Dạ, để thần kiểm tra lại sổ sách đã. Kiểm tra cái nỗi gì? Rõ ràng phải có kẻ sống được đến 300 tuổi mới có người đi kiện cáo thế này chứ. Hình như là cũng có ạ. Nhưng mà 240 năm trước, tên kia, người mới chết xuống đây phải không? Sao cứ lơ ngớ như kẻ mất hồn thế kia? Thế hóa ra đây là địa phủ và tôi đã chết rồi sao? Đây là địa ngục, và đến đây có nghĩa là ngươi đã chết chứ còn sao nữa. Bẩm ngài, tôi không muốn chết, xin hãy cho tôi sống lại và trở về dương thế. Tôi muốn được sống tiếp, xin hãy giúp tôi. Thật ngu xuẩn, làm gì có chuyện chết thì sống lại được. Ngươi cũng đã thọ đến 60 tuổi rồi, còn muốn điều gì nữa? Bẩm ngài, đây là 100 đồng vàng tôi đã tích góp được, xin hãy giúp tôi được sống đến 1000 năm tuổi. Chỉ với bấy nhiêu mà đòi được sống đến 1000 năm tuổi à? Nếu chưa đủ thì đây ạ, đây là 100 đồng tiền vàng, cầu xin ngài hãy thương xót cho linh hồn của con ạ. Cũng được đó, khen người xuống địa phủ mà còn sống biết trước biết sau. Hẳn hạ giới người cũng là kẻ khôn ngoan giàu có, ta đồng ý. Quan lớn, ông lão kia 60 tuổi mà còn được sống lại, còn tôi mới 30 tuổi đã phải từ giã cõi đời. Xin ngài hãy cho tôi được trở về với vợ con. Tên kia, ngươi từ đâu lao ra đây mà nói điều sằng bậy? Đã đến đây thì chẳng qua được sống trở lại hết, hiểu chưa? Tránh ra để ta đi. Không được, tôi đã chứng kiến tất cả cuộc trao đổi của hai người. Nếu tôi không được sống lại, tôi sẽ kiện các người tội nhận đút lót rồi làm điều sằng bậy. Tên kia to gan, vừa chân ướt chân ráo xuống địa phủ mà đã dám làm liêu à? Ngươi là một linh hồn nhãi nhép mà dám kiện ta sao? Được, ta sẽ sửa sổ Nam Tào cho cả dòng họ nhà ngươi. Tất cả nam giới chỉ sống thọ được như ngươi. Đúng 30 tuổi rồi, tất cả đều phải chết. Không được, các người thật bí ổi, các người thật độc ác mà. Phan Hoàng, sao ta hỏi mà mặt người đơ ra thế hả? Rốt cuộc kẻ sống được đến 300 năm kia là như thế nào? Để thần kiểm tra sổ Nam Tào ngay.
Nhưng thưa Diêm Vương, hàng triệu người sống chết mỗi ngày. Xin Diêm Vương cho thần thời gian vài tuần địa phủ, thần mới kiểm tra xong mà. Cái gì? Vài tuần địa phủ? Người biết vài tuần địa phủ bằng cả vài chục năm dưới mặt đất. Đợi người tra cái sổ Nam Tào xong thì kẻ oan ức kia còn có thể trở lại cõi trời được hay không? Bẩm Diêm Vương, thần sẽ cố gắng làm nhanh hết sức có thể. Nhưng mà thần nghĩ nếu thật sự có người sống đến 300 tuổi thì không phải đợi đến giờ mới có người đi kiện. Chắc chắn có rất nhiều người đã kiện Diêm Vương rồi ạ. Cho nên là thần nghĩ gã kia đã bịa chuyện. Cũng đúng, thôi không cần kiểm tra, làm gì có người sót sổ như vậy. Phàm là người thường, thọ sẽ không quá 100 tuổi đã chết, làm gì có chuyện sống đến 300 năm. Bẩm Diêm Vương, đây là cửa tử rồi, thần còn dám nói dối nữa hay sao? Ta đã làm Diêm Vương cả hàng nghìn năm rồi, làm gì có chuyện phi lý đó. Rõ ràng là ngươi bịa đặt đến làm loạn cái địa phủ này. Bẩm Diêm Vương, thần xin thề, thần không dám nói sai. Người sống 300 tuổi kia chính là ông lão họ Lã ở cùng làng với hạ thần. Hết con rồi đến cháu, rồi chắc, chúc chích, rồi thậm chí cả chục dịch nhà ông ấy đã chết rồi. Vậy mà ông ấy vẫn sống trơ trơ đó. Vậy ngươi có bằng chứng không? Nếu như ngươi tìm đủ bằng chứng thì ta sẽ xá tội cho cả họ nhà ngươi. Bằng không ta sẽ đẩy ngươi xuống không chỉ 5 mà là 12 tầng địa phủ. Chết rồi, làm sao lấy bằng chứng từ lão ấy đây? Kìa, Diêm Vương đã nói chuyện với nhà ngươi đó, sao ngươi lại đần mặt ra không nói gì hết hả? Dạ, vâng vâng, tiểu nhân sẽ cố hết sức ạ. Tiểu nhân sẽ tìm được bằng chứng để chứng minh cho ngài thấy lời tiểu nhân nói là đúng ạ. Được, ta cho ngươi thời hạn 1 ngày, quỷ sứ sẽ đưa ngươi trở lại dương thế. Ngươi hãy cố mà tìm bằng chứng đi, nếu không tìm được thì ngươi sẽ phải chịu hình phạt nặng đấy. Dạ vâng thưa Diêm Vương, đợi ơn người ạ. Người muốn đến nơi này đúng không? Đúng rồi, chính là nơi này ạ. Ở kia chính là ông lão mà ta nói đó. Ông ấy sống đến nay đã hơn 300 tuổi rồi. Trong vùng này ai ai cũng kính nể trước sức khỏe dẻo dai của ông ấy. Hè, lời nói suông của ngươi thì ai tin được. Ta trông ông ta chỉ khoảng 60 tuổi mà thôi. Nhìn ông ấy như chỉ 60 tuổi, nhưng thực chất ông ấy đã 300 tuổi rồi. Vậy ngươi có gì là bằng chứng ông lão đó 60 tuổi? Bằng chứng ư? Làm cách nào để có bằng chứng nhỉ? Hè, nếu lão ta tự công nhận mình đã sống được 300 năm thì đó cũng chính là bằng chứng đó. Nếu lão ta tự công nhận thì còn gì bằng. Nhưng làm thế nào để lão thừa nhận đi? Đúng rồi, mình sẽ làm theo cách đó, hy vọng là sẽ thành công. Bây giờ ngươi hãy biến ta thành người trần đi, để ta ra nói chuyện với ông lão. Chứ với bộ dạng thế này làm sao ta đến gần ông lão được. Được rồi, hãy xem đây. Dạ chào cụ ạ. Dạ chào cụ ạ. Đúng là một ông lão chưa căng hợm hỉnh. Mình chào lão ấy to như thế mà lão ấy chẳng thèm quay ra tiếp chuyện. Thưa cụ, cháu nghe nói đời cụ nội cháu có tìm được ở bờ biển này một hòn đá rất kỳ lạ. Nó có thể nổi trên mặt nước, lại có nhiều hốc, nhiều rêu, nhiều màu sắc, lúc nào cá cũng xúm lại xung quanh. Chính vào hòn đá ấy mà đời cụ với đời ông cháu, cả đời cha cháu đều câu được rất nhiều cá, của ăn của để không ít. Nhưng đến đời cháu không hiểu sao lại không thấy hòn đá ấy nữa, tìm ngược tìm xuôi mãi không ra. Cháu rất mong tìm được hòn đá ấy. Vậy cụ thường ngồi câu ở đây có thấy hòn đá ấy trôi đi đâu? Bảo giúp cho cháu biết để cháu kiếm ăn với ạ. Đừng có bà nói láo, anh đang trêu đùa tôi đấy à? Làm gì có hòn đá nào như thế chứ? Có mà, từ đời cụ cháu đã có rồi. Hay là vì chuyện này xảy ra lâu quá rồi nên cụ không biết? Chứ cháu đảm bảo với cụ là có hòn đá ấy mà. Ta đã ngồi câu ở đây gần 300 năm, không thiếu một ngày nào, và cũng chưa từng nhìn thấy hòn đá nào biết trôi cả. Anh chỉ là đang cố tình lừa bịp lão già này thôi. Đừng có mà nói linh tinh, cút đi cho lão làm việc. Dạ, cụ nói gì ạ?
cụ nhìn chỉ như có 60 tuổi thôi, mà sao cụ bảo cụ đã 300 tuổi ạ? Làm gì có ai sống lâu được đến thế ạ? Hay là cụ có bị lẫn không ạ? Tên khốn kiếp, người tự dưng từ đâu đến lại định chê ta già lẫn thẫn phải không? Ấy, không ạ. Bởi chẳng ai nhìn cụ có thể tin cụ có thể sống đến 300 năm rồi ạ. Ta đã 300 tuổi rồi, hiểu chưa? Ta đã sống và chứng kiến bao đời người sống rồi đã chết. Các con ta, cháu ta, chắc ta, chúc ta, chúng đã sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Cụ ơi, sinh lão bệnh tử chỉ sống được đến 100 tuổi là khó tin rồi. Cụ nói vậy, làm sao mà cháu tin được cụ sống đến 300 năm chứ ạ? Tự dưng gặp tên khốn kiếp làm ta cáu giận. Ta nói cho người biết nha, ta sống được 300 năm tuổi bởi vì ta khôn ngoan hơn người, ta giàu có hơn người. 240 năm trước đây, ta đã từng đến cửa địa ngục, nhưng nhờ gặp được phán quan uy quyền và nhờ ta biết sống, biết hòa khắp đúng người đúng việc. Nên ta sẽ sống không chỉ 300 năm mà còn sẽ sống đến cả 1000 năm. Ngài nói gì cơ? Không chỉ sống 300 năm mà tận 1000 năm. Đúng vậy. 1000 năm, ngươi hiểu chưa? Còn tên chết cùng ta, dòng họ Lê cùng làng năm đó, cũng giàu có nhiều tiền đó, nhưng lại không chịu hòa cáp biếu xén, lại còn dọa kiện phán quan tội ăn đút lót, nên đã bị phán quan nguyền rủa cả gia tộc toàn bộ nam giới, chỉ sống được đến 30 tuổi mà thôi. Trời, có chuyện đó sao? Tin rồi phải không? Tin rồi thì hãy mau cút xéo ngay đi cho khuất mắt ta. Phán quan, thì ra chính là nhà ngươi. Bẩm Diêm Vương, con đã gặp cụ già đó rồi ạ. Không cần nói nữa, ta đã biết cả rồi. Ta đã quan sát qua gương thần và đã thấy được cuộc trò chuyện giữa ngươi và lão già đó rồi. Vậy nghĩa là ngài sẽ... Đúng vậy, ta sẽ xá tội cho dòng họ nhà ngươi. Từ nay dòng họ Lê sẽ không phải chịu cảnh chết non nữa. Riêng ngươi đã vì dòng họ mà dám dũng cảm lên tiếng, thế nên ta sẽ đặt cách cho phép ngươi hoàn dương về đoàn tụ với gia đình. Được thế thì tốt quá, con lại được về gặp mẹ và vợ con của con rồi. Đa tạ Diêm Vương, đa tạ ngài rất nhiều ạ. Còn phán quan, nhà ngươi còn gì để nói với ta nữa không? Bẩm Diêm Vương, thần có tội, xin Diêm Vương thương tình. Thần đã bao năm phụng sự người mà tha thứ cho thần một lần. Ngươi đã cạnh ta bao lâu, ta tin tưởng và giao cho ngươi quyền thay ta phán quyết. Vậy mà nhà ngươi dám nhận hối lộ, làm điều trái với luật sinh tử, trái với tự nhiên. Thần có tội, bẩm Diêm Vương, thần biết thần phạm tội tày trời. Quỷ sư đâu? Hãy tống cổ tên phán quan khốn kiếp này xuống 100 tầng địa ngục, để đời đời kiếp kiếp hắn không bao giờ còn xuất hiện trước mắt ta một lần nữa. Diêm Vương, thần đã biết tội, xin tha cho thần. Diêm Vương, Diêm Vương. Quỷ sứ, người hãy lập tức gạt tên ông lão họ Lã trong số Nam Tào, để hắn phải xuống chọn Diêm Vương ta ngay lập tức. Lê Vinh, một lần nữa ta khá khen người đến lúc chết vẫn can đảm chiến đấu vì lẽ phải. Giờ thì hãy rời khỏi địa phủ tối tăm này mà trở về dương thế ngay đi. Con ơi! Mình à! Mẹ ơi! Mình ơi! Con đã thành công rồi. Từ giờ dòng họ nhà mình sẽ không sao rồi. Con được trở về đoàn tụ với hai người rồi. Tốt! Tốt quá rồi, mẹ và vợ con vẫn chờ đợi con có thể kiện Diêm Vương và quay về. May quá, chúng ta lại được đoàn tụ rồi. Nhờ có Lê Vinh mà từ đó dòng họ Lê đã không còn chịu cảnh đàn ông chết yểu ở tuổi 30 nữa. Ai nấy đều phấn khởi, họ được sống theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử đến lúc về già. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.